Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Sugan 2. Mình là Totanwa Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái gia tộc Otomo, những đứa con của Thiên Chúa. Ở tập trước thì các bạn biết rồi, mình tiếp tục cái chiến dịch diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ để mình tạo một cái vùng đệm rất là an toàn này và mình sẽ tiến một cách từ từ. Còn đối với cái lực lượng hải quân của mình, nó sẽ đảm bảo rằng vùng biển này sẽ an toàn và không cho phép bất kỳ một đơn vị nào có thể đổ bộ lên đất liền của mình. Đó là nhiệm vụ của hải quân, còn lục quân thì cứ từ từ mà tiến. Đấy, tình hình là như vậy. Nói chung thì nó còn mấy cái thành ở đây thì mình sẽ chiếm thôi, nhưng mà hiện tại chắc là hết cái lượt đi này mình hết việc rồi. Hiện tại mình đã kiểm soát được 35 tỉnh, nghĩa là mình còn thiếu 25 tỉnh nữa. Nhanh thôi, không vấn đề gì. 25 tỉnh nữa thì có cái gì mà khó. Mình vừa thấy có một cái thằng nó vừa chui qua mặt mình. Đâu đó chỗ này. Nó chạy ra vùng nước sâu à? Tiền của mình đang lên mà, lo gì. Nói chung thì mỗi một vùng chúng ta lên xây tiếp cái nhà vùng này để mà ổn được thì chị an thì tốt đấy, nhưng mà lên xây cái nhà liên gia lên. Thành này cũng vậy. Đây để mà ổn thì phải xây có cái chùa. Tỉnh này cũng vậy. Thôi chúng ta để dành tiền để còn phát triển các cái công trình khác. Thành này không giúp ra được. Loạn ngay. Chắc phải cho mấy thằng tỉnh này có thể rút được anh gần sao nhỉ? Không biết được. Cho nó vào đây. Cái tỉnh này à? Lại ô. Chưa rút được. Tỉnh này thì ổn rồi. Cộng 2. Xây thêm cái chùa nữa là ổn. Cái gì này? Chỉ một. Vẫn thích nổi loạn à? Vớ vẩn thật. Êm chưa? Lại đến tỉnh này. Xem chừng chưa rút quân hết rồi. Tỉnh này thì êm rồi. Cũng không. Lâng nhà thờ lên. What? Lâng cái này lên được 1000 cơ mà. Thu hoạch. Nhưng mà mình cũng đâu có tiền để mà nâng cấp đâu. Mình cứ xây nó lên thôi đã. Cái tỉnh này. Số tỉnh này rút ra vẫn êm là nào nhỉ? À có nhà thờ. Chiếm tiếp, hay quá. Easy. Rồi. Tỉnh này. À, tường thành nó cao. Tường thành nó cao nên chị An nó tốt. Sửa. Xây cái nhà lên ra. À, xây cái nhà thờ trước. Rồi, cứ thế mà phát triển thôi. Thành này thì mình vừa mới chiếm ở lượt trước, bây giờ mình phải xây nhà thờ trước, nó có nhà Lisa sẵn rồi. Mesuke. Thế thôi. Còn lại không phải xây gì hết. Tiền quân. À hết tiền rồi. Cho quân đoàn này lên đây đánh theo hướng này.
Mọi việc ổn. Mọi việc vẫn ổn. Giờ chúng ta chỉ việc thống nhất nước Nhật thôi mà. Phía Bắc này thì hải quân của mình đâu rồi? À rồi, đội thuyền này sửa ra rồi. Tiến lên xem nào. Không có thằng nào. Còn một chiếc nữa đi đằng sau. Dự bị đâu rồi? Đây rồi. Thêm một chiếc dự bị nữa là đủ. Chắc vậy. Cái tiền mua rồi. Chắc cũng không cần. Yeah. Nó cũng chắc chả tiến được vào đâu. Tỉnh này rất ngon này. Để sửa được là mua được lính cung tên này. Đây này, nhưng mà giờ thì mình có cần mua nữa đâu. Mình sẽ phong tỏa nốt cái eo này. Là tiến được sang cái đảo này rồi. Nó phong tỏa cái đảo của nó lại là nó không tấn công được mình nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua lượt xem chúng nó làm trò gì nữa. Nó chạy đi đâu nhỉ? Mình vừa thấy có thằng nó chạy chạy ở chỗ này. さらなるご、うまかと、その何かお役に立てること。暗殺メスケーな。ちょい。そう。もう単に再来レベル5。 ghê chưa? Khả năng đột nhập khi ám sát. Được nhập khi do thám à? Ai chả thất bại. Quân này của nó ám sát thằng tướng của nó cho anh. Cho em cai xa chân dài đi ám sát. Cái quái nào nhỉ? Sao chết? Con trai gì vậy? Đơn giản, chết đơn giản thế. Ôi dồi. Xong phim. Tướng chết rồi thì quân này yếu xìu. Quân yếu xìu luôn. Rồi. À. Rồi, cử được một quân đoàn sang đây à? Ông Thành anh đi. Anh đang chờ mỗi thế. Cũng cử được quân đi đánh nhau ấy. Giỏi phết. Xây nhà lên ra. Không một thằng nào. Chỗ này mình cho một cái thuyền chạy, chạy ngược trở lại. Có vẻ không có gì. Có vẻ là không có gì. Chúng ta sẽ áp sát cái hòn đảo này. Áp sát hòn đảo này. Còn phía bên dưới này xem nào. Có một cái thuyền của nó vừa chạy đi đâu đó chỗ này mà nhỉ. Đây rồi. Nó buộc phải chạy vào.
Chìm xuống đi em. Mình sẽ phong tỏa hết vùng biển. Đây rồi. Hải quân của mình sẽ phong tỏa hết vùng biển này. Tiến lên. Rồi, tiến lên. Phong tỏa hết hải. Chúng ta sẽ dùng hải quân để phong tỏa tất cả các đường biển này lại, đảm bảo rằng quân đội của chúng ta sẽ không bị bóc lột. Và mình sẽ tiến lên sát đến lãnh thổ. Đây là lãnh thổ của nó rồi. Đây à. Hô vô đi à. Mình sắp có một trận thủ thành rồi. Thanh niên này, hội quân của thanh niên này đã chuyển cho tớ ít phá phản lực. Rồi, 4 đội cung, 2 đội pháo à, 2 đội súng à. À, cũng được. Trả lốt rồi đi, súng này chỉ để thủ thành thôi. Súng thì không công được. Súng thì chỉ để thủ ở thành, công hơi khó. Vẫn còn một. Ok. Giờ quân đoàn này tiến lên. Hey. Giữ đã. Chị An cái tỉnh này á, chắc phải mất mấy lượt nữa. Tỉnh này tự dưng ngon nhỉ. Xây cái nhà thờ lên. Nào. Quá easy. Tỉnh này à, xây nhà thờ trước. Ruộng. Ô, đây có cái tài nguyên gì đấy? À, là cấp ít thôi, không lại hết tiền. Tỉnh này êm rồi. Chị An cộng 1 rồi. Tỉnh này cũng chưa êm được. Chỉ 3 miễn thuế. Rồi. Cần tiền với cái tỉnh nghèo nghèo này. Rồi. Cộng 0. Cộng 4 này. Cộng 4 là có thể rút đi rồi. Tiếp. Cộng 2. Ổn. Cho tiếp anh này sang đây. Ủa, chỉ 2 cơ. Thằng thầy tu kia nó mạnh thế nhỉ. Tỉnh này mình phải xây cái nhà thờ lên rồi. Không có nhà thờ nào nó vẫn trừ ác lắm. Rồi. Còn có 1.300, thôi chắc chẳng mua được gì đâu. Để tiền đã. Đánh chiếm hết dọc này. Thằng khỉ này nó lại dám vác quân sang quánh nhau mình này. Thằng này nữa. Thanh niên này hổ báo. Nào. Ăn anh đệ. Trời ơi. Chứ mày có thích chết hay không? Toàn lông dân lại dám đem quân đánh anh.
Nhưng mà cái bọn này nó bị mặc định là nếu như mà nó bị khi chúng ta chiếm được Kyoto thì nó sẽ tự động thì nó sẽ đánh chúng ta và đánh đến thẳng Kyoto để nó tái chiếm lại Kyoto. Đấy là nhiệm vụ của tất cả các gia tộc khi mà đã có một gia tộc phân chia thiên hạ. Kệ chúng nó thôi, chúng nó thích đánh mình tiếp gì đâu mà đảng nào đỡ bất công phải chuyên mà. Rồi cái thành to tổ bố nhưng chẳng ăn mày thế này làm sao cho nó đánh được. Ở đây chúng ta có vài cái tháp canh. Tháp canh cho mấy thằng này gác. Nó thì nó sẽ vào từ hướng nào nhỉ? Nếu mà nó trèo từ chỗ này nó mất quân cực nhiều luôn. Đây là những vị trí mà tường cấp 2 là nó vẫn có thể trèo vào. Nó trèo trực tiếp lên được đúng không? Nhưng thực sự mà nói nếu mà nó chỉ có ngu học nó mới trèo kiểu này. Trèo kiểu này thì khác gì tự sát tốn quân. Rồi. Chưa biết nó sẽ vào từ hướng nào mình băn khoăn. Cái thằng Masnok phải đứng trên này đã. Cần thì có thể cho tấn công sau. Ngựa và tướng cũng thế. Hai cái vùng nào có thể trèo trực tiếp lên là vùng này và vùng đó. Mình xem cùng mình bố trí ở đâu đó. Mặt bên này rồi, phía mặt bên này nữa. Đấy.
Đây vẫn còn một đội Niigata Samurai nữa. Đứng vào đây. Rồi. Quân nó tiến từ hướng này vào. Phía bên này. Toàn những hướng mình đã bố trí sẵn cung thủ rồi. Không sợ. Lại có một bộ phim đẹp để xem rồi. Chúng ta sắp được xem phim rồi. À, mấy anh Masnok. Đánh như nào chưa? Bên nào của nó có tướng nhỉ? Bên này mạnh hơn đúng không? Our hidden units have been discovered, my lord. À, bắn đi, bắn thẳng được thì bắn đi. Ôi giời ơi, mấy thằng Max nó phải ôi bắn chết con mình. Không ổn rồi, mấy thằng này đổi thành thì không được, lên ra thì được. Tên lửa bắn cho anh. Our hidden units have been discovered, my lord. Chúng nó chưa trèo lên nó chết lo đòn rồi. Mình ra nó ném lựu đạn chết lo đòn. Ui dù. Mấy thằng Masnok này không thể cho thủ. Ui dù. Linh ra nó ném cho. Hết bị Linh ra lại đến cung phủ. Này thì cần gì để chưa trèo lên thành đã bị loạn này. Our hidden units have been discovered, my lord. Oh, vẫn trèo cả. Liều nhờ. Niigata Samurai đâu? Đây. Ra đây cho anh. Đây à? Vào đây cho anh. Nó sao mà trèo lên được. Dù cổ thần bọn này bị ninja ném cho hoảng loạn tinh thần. Cứ như xem một bộ phim. À, vẫn trèo được tường à. Trèo vào đây. Trèo vào đây. Sướng thế nhỉ? Chào lên thằng nào anh giết thằng đấy.
có lên ở đâu, lên phát là chết mà. Chéo lên đến đâu chết đến đấy thôi, khổ lắm cơ. Úi dồi, bên này Linh Gia nó lém chết. Con cổng bên này thậm chí nó còn không trèo lên được. Cổng bên này cung nó bắn nó chết hết. Ở đây, mấy thằng cung nó ở ngoài này. Cung ở ngoài đấy đấu chứ làm sao được. Ở phía bên này, úi dồi ôi. Nhức chạy hàng đoàn. Cố gắng trèo lên à? Trèo lên ninja nó giết chết. Khổ lắm cơ. Rủa. Trèo nó đầu ninja nó khử đấy. Ừ, trèo nó lên. Nhưng trèo lên nó mất tinh thần rồi. Lại còn ninja nó khử. Sống làm sao được. Chết, chết, không còn manh giáp. Mấy con ngựa này lại muốn vào đây chết à? Tự sát à? Nó phía bên này cung của nó bắn lên vẫn ác nhỉ. Từ nhá, để mình xem nào, mấy cái mass lock này nó có thể bắn được không. Sợ bắn chết con mình. Chào vào đi cú. Ồ, còn nhiều cung tên phết nhỉ. Vào đi. Vào đâu chết đấy thôi mà. My lord, their general has fallen. A cutting blow. A cutting blow. Oh, chết hết rồi. Chúng nó chết hết rồi. Còn mấy thằng cung tên ở dưới này à? Chắc cho kỵ binh đi lùa. Mấy thằng Masnok thì bây giờ có việc để làm đấy nhỉ. Cổng bên này nó cũng chưa hết hẳn đâu mà. Còn mấy thằng đây này. My lord, a glorious victory will soon be yours. Vào đội cung mình chạy ra. Sao bọn này lại không điều khiển được? Rồi, chúng ta thích trèo lên à? Thích trèo lên, giết luôn. Nigata Samurai, giết luôn. Thế mà mình cùng mình thương nặng phết đấy nhỉ? Hết rồi. Tàn rã rồi. Chỗ này mà có đội Masnok thì nó bắn còn bao đẹp. Còn có 114 thằng. Rồi. Chết đi chứ còn làm gì nữa. Tướng chúng ta lên cấp.
sao di chuyển được có một mẩu thế? Tỷ này ổn mà nhỉ? Nó còn quân đoàn nào nữa không? Sao đây? Hải quân của mình vùng biển này chưa kiểm tra xem. À, con rời cử hải quân đến đây. Mày đâu rồi? Chả thấy đâu cả. Rồi, phong tỏa cả biển đây ạ. Nó còn một cái đội nữa đâu nhỉ? Vừa thấy mặt thằng khu nó ở chỗ đấy. Ôi, ra vùng biển nước sâu rồi. Lại mất quân rồi. Không sợ, mình vẫn còn quân dự bị đây. Làm sao nó đi qua được mấy lớp phòng thủ của mình như này? Đằng sau này vẫn còn một chiếc nữa thì phải. Ở đây thì phải. Thế là làm sao mà nó qua được? Tầng tầng lớp lớp thuyền chiến của mình. Tono, tiếp theo của mệnh lệnh là gì? Bảo vệ và thành công hướng tới. Đây. Một thằng đang lọ mọ ra đây. Chạy. Ôi, nhà của mình. Tono. Đô đốc hải quân của chúng ta đã đảm bảo cho lực lượng lục quân rằng là sẽ không có một chiến hạm nào của đối phương có thể tấn công vào hậu phương của chúng ta. Đấy. Đó, chúng ta cứ tiến từ cái này thôi. Nó không thể tiến vào được. Còn lục quân của chúng ta thì cứ từ từ phát triển. Tỉnh này là tỉnh cuối cùng rồi, chưa vượt qua được. Tỉnh này cho Matsuke sang đây xem êm không. Vẫn không êm được. Nhà chùa phải có cái nhà liên gia nữa. Cứ từ từ giải phía trên này là xong rồi. 37 tỉnh rồi. Chỗ này thì cho quân đoàn này đứng đây đã. Ăn cái tỉnh này thôi. Còn lấy nông dân à? Ôi sợ, lấy nông dân thì để đấy. Chiếm luôn. Sửa. Xây nhà cung. Nhà kỵ binh để làm gì? Thực ra chỗ này thì mình cũng có thể để phát triển lính tên được, nhưng mà bây giờ mình có đâu có tuyển thêm quân nữa đâu mà cần. Vùng này này có cái lò rèn nữa này, phát triển quân thì quá đẹp luôn này. Mình có cần nữa đâu. Ai chà, thất bại. Nhà của nó đang cháy ở Mỹ à? Thằng này à, định ra ăn cái thành của mình. Định ra ăn cái thành của mình à? Ủa, nó đi vòng qua một loạt thằng để nó đánh mình. Được, có chí khí. Chỗ này phải xây cái chùa lên mới ổn được. Cộng 3. Đấy, không miễn thuế là âm. Cộng 0. Sắp có cái nhà thờ đây rồi. Ở đây còn một cái tỉnh này. Tỉnh trong góc này mình không để ý đến à. Không còn quân đoàn nào chỗ này à? Còn
Đây, quân đoàn này giúp ta đấy. Chia trên này có hai quân đoàn rồi. Rồi. À, Matsuke cả đó. Chạy vào thành. Ngon thì công thành của anh đi. Đằng nào để anh hồi ít quân nữa. Rồi, phong tỏa cảng biển của nó lại. Cái hạm này của chúng ta bị mất quân rồi. Đi ra vùng biển sâu. Mất quân vẫn thoải mái đấy. Rồi. Hai chiếc cho chắc cờ. Không có mua thêm quân là mình lại không ăn được. Đứng ở đây. Còn này nữa, đứng đây. Đảm bảo hết đẻ quân nhá. Bây giờ thì hết đẻ quân nhá. Rồi. Con cái sai này bị làm sao nhỉ? Sao lại không tấn công được? Khử nó Matsuke của nó cho anh. Matsuke đầy một. Ăn là hết. Úi xồi. Điên ra lại lên cấp rồi. Khả năng đột nhập đi phá hoại bộ binh. Khả năng đột nhập đi ám sát. Đấy. Nó vừa có một thằng đi ra chỗ này. Cái để đấy. Chế, vatakushi no oyakume wa. Yoi no mamane. Gomeire. Zannen nagara. Chắc phải dùng cha đạo sĩ. Tôi muốn chia sẻ. Cha đạo sĩ nếu ăn được không? Ủa, vẫn xịt à? Thằng này. Mười để ございます. Khá nhiều kỵ binh. Nhưng cung tên thì lại ít. Nó là nó chán đời rồi mà. Dám đánh mình liều quá luôn. Quá liều. Fog. Rain à? Fog à? Thôi được rồi. Mình rất ghét đánh nhau với Nhật Bản đó. Ở Nhật Bản nó toàn sương mù mình. Ở này kể ra trời, chọn trời mưa có khi còn hơn. Mù mịt nên đánh nhau kiểu gì? Trận này chắc mình phải đuổi nó rồi. Nó lại rung rúc ở đâu rồi. Dán này thôi nhưng mà xong mình lại phải tiến quân trước. Quân nó có một nhúm rồi đằng này. Ai à, xông lên như đúng rồi nhỉ. Đúng là tinh thần thượng võ đấy. Niigata Samurai mà. Đương nhiên là phải có tinh thần chiến đấu.
Ui. Trận chiến trong sương mù. Chả nhìn thấy quân địch giữa quân mình đâu. Sương mù dày quá. Đấy, Mastok lùi lại một xíu. Mình có Mastok là nó phải tấn công mình à? Ai, Niigata Samurai của địch. Ồ. Nhưng mà ngựa nó đâu nhỉ? Bắn mấy con ngựa nó trước chứ nhỉ? Nào, chuẩn bị bắn pháo hoa nào anh em. Mà nó nhiều ngựa quá. Hay quá, xung phong rồi. Mày chết rồi, pháo phản lực bắn. Phá phản lực giã bọn không tên. Ôi dồi, đẹp vãi trưởng. Ôi là xung phong kìa, nó đang xung phong kìa. Ôi kìa nó xung phong. Cái binh của nó đang lao vào đánh cái thằng ninja của mình. Lao vào đánh nhau mấy thằng ninja mình à? Ninja mình nó quá lựu đạn. Cục tên nó mà lã. My lord, a glorious victory will soon be yours. Được rồi. Vong nặng nhỉ, quân của mình nào mà bắn để cung nó rỉa ác thế. Xong à, quân địch bắt đầu bỏ chạy rồi. Nhưng mà cái quân đoàn này của mình thực ra nó chỉ để giỏi, chỉ đỡ khá khi phòng thủ trong thành thôi. Chứ nếu mà đánh trên bộ là quân đoàn như thế này rất dễ bị sấp mặt đấy. Quá nhiều lính cung trong khi không có lực lượng bảo vệ. Sao toàn này di chuyển ngắn thế nhỉ? Cộng 13 tầm phần trăm tầng di chuyển mà cũng sao cũng di chuyển ngắn thế nhỉ? Xây nhà thờ lên rồi mà. Tỉnh này cộng 3
Đây, xây cái nhà thờ đi. Rồi. Đã êm. Cộng 2, xây cái nhà thờ lên là êm. Tỉnh này cứ phải xây cái nhà thờ ấy nữa. Nhà Metsuke. Rồi. Chị An một tí đã. Tỉnh này ra. Chưa ổn. Rút đi chưa được. Rút đi là loạn. Tỉnh này. Ok rồi. Chưa được. Chưa rút đi được. Cái tỉnh này quái dị thế nhỉ? Không lẽ phải xây nhà thờ? Vẫn chưa được. Thế nó mới cày. Tỉnh này ok rồi, có nhà thờ cấp 2 thì thoải mái. Cộng 3. Ok, vẫn ổn. Nó chết hết rồi, còn mấy thằng quân ghẻ thôi. Đây là thôn. Thế, tôi là nhiệm vụ của tôi. Thôn, nâng nari tố. Ha ha. Thôn, gồm mê lê ô. Ô tức kai します. Tiếp tục tiến lên chứ nhỉ. Đây là vùng biển à. Thôn nó tâm nà bà. Hô a gê lô. Một cảng của nó bị vây. Koe no itari ni zonjimasu. Trong này cái cảng nào là cảng. Hai cảng bị vây. Hết rồi. Tiếp tiếp. Ha ha. Iksa ga matteru zo. Tono, mada susumemasu. Otsukare shimasu. Meiyo to eikou no tame ni. Sao? Gặp quân địch dọc đường à? Đuổi ăn luôn. Thuyền chở thì muốn. Còn một chiếc nữa đằng sau nữa đúng không? Đây. Thằng nào có thể tiến được với mình? Chỗ này thì à, ok rồi. Hãy, ue sama, bố kênh tô, ê cô ê mưu kê tên. Tono, cảng nó đã bị phong tỏa. Rồi, ok. Nó không thể cho hải quân tiến lên được nữa đâu. Ít chất là đến đây rồi. Mình có thể giữ được đến đây rồi. Rồi, ok. Qua lượt. Nhiệm vụ được giao, tuyển một đơn vị thuộc tỉnh Ugo. Tuyển một đơn vị ở tỉnh này. Này thì tuyển. Nhiệm vụ tà lao thế. Sao nào? Thế là hết rồi. Cuộc chiến bây giờ thằng này. Thằng này có một cái tỉnh trong góc này. Thằng này thì bị vây rồi. Thằng này thì còn vài tỉnh ở đây. Hơ, nó liên minh với nhau mà mặt nó đỏ như gấc cái kia. À đây. Trời. Cây xa lên cấp hay quá cơ. Cây xa lên cấp thì cộng cái gì à? Success. Khả năng đột nhập bị ám sát này. Cộng 3% thay đổi khi tấn công lại đối phương.
khả năng đột nhập khi ám sát. Sore de watashi no yakume wa. Ha, tono. Mày chết. Ya, tsukare mashita. Ám sát thực tướng của nó cho anh. À, đai mua của nó đây luôn này. Vãi cả linh ra, vãi cả thầy tu. Cánh quân trên của mình tiến đến đâu rồi? Nâng ruộng lên phát ta. Khá nhiều tiền. Cho mấy thằng Matsuke của mình hết rồi nhỉ? でも戦えますぞ。殿、公務にございますか。予定通り到着。おめでとうございます。殿、公務にございますか。お命じください。お使いします。14か。 Xin cái chùa này đã. Chỉ 4 à. Thằng nữa. Một thằng nữa. Rồi. Tiến lên. Cái lực lượng đấy thì vừa là quân dự bị, vừa có thể khi cần mình sẽ cho nó công chỉ huy toàn tinh thần dưới chỉ huy của người này, trung thành của người này, tăng vào trung thành nè. Thằng này trung thành của nó thấp, có 4 điểm đó đấy. Thằng này cũng thế, nó thấp nhưng mà thì làm gì còn chức gì cho nó đâu. Hết rồi. Easy như một trò đùa. Cánh quân phía bắc là như vậy. Cánh quân phía này chưa rút được à? Chưa xây được cái nhà thờ. Vẫn mới đau chóng. Cái tỉnh này rút ra thì nó âm mấy? Âm 1 à? À, cho thằng này vào đây được à? Ok. Tớ này phải đi tấn công chứ đứng ở đây gác thành làm cái gì? Chiêu mộ của mấy thằng này rồi nhưng mà mình chưa có tiền để chiêu mộ. Cộng 4. Cộng 4 có nghĩa là rút được đi 4 thằng rồi. Cái đám này kỵ binh này không được bút bỏ đỡ lãng phí tài nguyên của đất nước. Đây vẫn phải thủ, không tiến được. Tỉnh này như nào, vẫn cộng 1, chưa có nhà thờ. Tỉnh này cũng vậy. Tỉnh này thì ok rồi, có nhà thờ rồi, ok rồi. Đây, chiếm nốt tỉnh này đây. お命令を待ち申し上げます。お使いします。ああ、戦が恋しい。戦が恋しい。マスケ、ラリンザー。
quá. Bao nhiêu tỉnh rồi? 40 tỉnh. Cực nhanh. Ồ. Nói chung trung thành các tướng khá. Có mỗi cái thằng này nó ở chỗ quái nào nhỉ? 50 tuổi rồi. Ở thật cho mày vài lượt nữa là mày dẹo. Khỏi cái lo mày nữa. Thanh niên này tiến theo đường này, đánh vào cánh quân trung tâm. Cánh quân kia sẽ tiến ra đây. Mình vây được cái cảng của thằng này rồi đúng không? Nên là mình sẽ không sợ đây. Không sợ nữa là cho hạ quân ra đây. Thăm dò xem có thằng nào tiến theo hướng này không? Khả năng không có. Khả năng thấp là chúng nó không dám. Thoải mái luôn. Trấn thủ ở đây thì không thằng nào tiến được nữa. Thống nhất nước Nhật bây giờ nó chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi. À, thích đánh nhau à? Thích đánh nhau à? Cho mày chìm xuồng luôn. Nó vẫn cử được các cái quân đoàn ra để tái chiến lại Kyoto chứ, ghê phết. Ui dồi ôi, trời thì quá đẹp nhưng mà chết trong một cái ngày như thế này thì thật là oan uổng. Thời tiết thì quá đẹp luôn. Ui dồi ôi, ánh nhìn cái mặt nước biển nó quá đẹp. Cái thuyền này thì đứng im. Xoay vào tầm bắn là được rồi. Thuyền này lên đây. Ăn rồi. Hay lắm. Ăn rồi. Hay rồi. Rồi, ăn luôn. Cái thuyền đi đầu tiên, ăn trước. Đúng rồi, phá ngay cái thuyền bom này kìa. Nguy hiểm nhất cái thuyền bom. Chết cái thuyền bom trước là đúng rồi, chính sách của mình. Chưa chết à? Tiếng những ầm ầm đến đất của mình, bắn như thế mà chưa chết. Chưa chìm à? Chìm rồi. Con thuyền Tây này nó bị ngáo đá à? Xoạc.
xoáy pháo lại cho anh nhanh. Rồi. Rồi. Liệu là tới nơi được hay không mới là vấn đề. Lúc nháy chưa có nghĩa là nó thua đâu. Chiếc thuyền bắn hai mạng của nó liệu có ăn được không? Ủa, thế mà nó không chết à? Cái gì vậy? Bắn tên vào mình. Kiểu chỉ mình mày biết di chuyển à? Không được để nó áp sát là mình thua. Nó bắn tên này thì không sợ lắm. Bắn chiếc đảo hẳn chiếc đấy xịt luôn. Phá rồi, bắn đi. Nạp đạn lâu thế. Bắn đây, bắn đây, bắn đây, bắn đây. Không sợ lắm, thuyền cung tên mình không sợ lắm. Ủa. Pháo theo nào bắn đi chứ nhỉ? Bắn tiếp đi. Rồi một viên đạn pháo là mất bao lâu này? Được cái nó cũng chả bắn được bao nhiêu tiền của mình. Rồi. À, lính súng của mình vẫn bắn, lính bộ, lính bắc, lính Masnok ở trên kia vẫn đang bắn. Mass Snook ở trên thuyền này nó bắn ác nhỉ? Kinh quá. Nó bắn chết được 3 thằng lính của mình. 122, 119. Tiến lên. À, nó bắn cái thuyền này à? Nó vào gần thì bị Mass Snook nó bắn. Cũng được.
Đấu với thủy tây. Ô, cái con thuyền này nó có di chuyển nó ngang ngẩn cái gì đây? Bắn đúng rồi. Trời ơi. Rồi bắn đi. Nã pháo tiếp. Ô. Bắn chìm thuyền nó xuống. Ờ, bắn được thuyền. Sao đứng im thế? Pháo rồi, bắn đi. Ấy, gọi mát snow rồi bạn ơi. Úi dồi. Đấy, mấy thằng mát snow qua tầm gần của nó là nó bắn. Nãy giờ nó mới giết được có mấy thằng lính của mình. Thế thôi à? À nhớ anh em bảo tại sao mình không cho full các cái điểm giao thương là thuyền tây. Nhưng mà cho full các điểm giao thương là thuyền tây thì upkeep nó cao lắm. Tiền thì chúng ta cũng kiếm được ấy, nhưng mà upkeep nó cao thế thì làm sao chúng ta... Ok, thằng này bị xây sóng à. Thì làm sao chúng ta nuôi nổi. Việc đó là không cần thiết. Buo cộng 5 đi, sai trong tỉnh này. Chuyển giáo thăng hạng. Đây à. Chưa xây được cái nhà thờ. Cũng 7 giờ thì cũng êm rồi. Rút bớt đi được bà. Cũng 6. Rút tiếp thằng nữa đi được. Ủa rồi. Tiến vào đây. お疲れ様です。さらなるご命令は観察の上報告差し上げます。không đủ à? Chùa lên lại ngay đây mình còn thằng Matsuke mà chưa giúp được à, xây cái chùa xây ruộng lên để có lương thực á. ご用ですか?
Xong ra chiếm tỉnh này cho anh. Tỉnh này thì xây cái nhà linh gia nữa là đẹp. 40 tỉnh. Đi được 2 phần 3 quãng đường rồi. Nhà thờ, nhà linh gia mất 2 lượt nữa. Bình tĩnh. Thay này trừ 2 để lại 2 thằng. Đòn. Còn lại tiến ra đây. Lượt sau để cho thằng này nó tiến lên tiếp. Thành này cộng 1. Xây xong cái nhà thờ là êm. Thằng linh gia lên đây. Tỉnh này cộng 0 à? Chắc lên cái nhà linh gia để cho chắc. Thế hay. Thủ đô. Hay lắm, tất cả các tỉnh mặt xanh lè. Thôi rồi. Đó, các bạn đánh đến đâu các bạn phải trị an ngay đến đấy. Các bạn không thể đánh vội đánh vàng được, đánh nhanh quá ẩu là không có quân đâu. Thứ nhất là không có quân, cái thứ hai là mình không trị an được thì làm sao mình đánh được tiếp, đúng không? Thôi không cần. Qua lượt. Thằng này nó không ăn được cái thuyền của mình. Nó cứ đứng đây nó quẩy 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 đá. Nó bị quẩy đá. Ok. Linh ra lên hạ. Hỗn loạn dâng cao đâu. Đây á. Lâu nhà thờ nên xem còn hỗn loạn không. Tỉnh này nó vẩn quá nhỉ. Cộng 2. Cái tỉnh này tà lao quá. Trừ 1. Rút được thêm 1 thằng nữa. Rồi. Tỉnh này cộng 0. Có mỗi thằng linh gia. Linh gia cấp cao như này mà để ở đây phí của. Nâng cái nhà thờ lên cho nó yên tâm. Rồi. ご命令でしょうか。良い。ご用です。殿に従います。殿。殿に従います。À, luân chuyển quân đã. Tỉnh này cộng 2 rồi. Cứ lên liên lạc chờ thôi rồi. Đủ quân thì không cần. Thế thôi. Cách đánh rất easy. Chúng ta cứ tiến từng bước một. Những thành mà quân của nó yếu này thì chúng ta cứ đánh auto chiếm cho nó nhanh. Mình sẽ đợi quân nó đến. Tỉnh này thì chắc chắn chị An bị tụt rồi. Đã có quân ở đây rồi. Cộng 1. Lâng nhà thờ lên là được. Có vẻ mình hết sàng rồi đấy. Ây da. Thành này nó làm cung thủ quá mà thành lại thành cấp cao. Thôi coi. Vậy lại đây đã. Ý cả nhìn ta xin mà xô.
Cái này có nổi loạn rồi. Cái nổi loạn đâu, có nhìn thấy đâu. 1000 chai này. Tướng à? À, sao là tướng nói cho anh? Úi dồi. Chết luôn. À, nó có thằng ninja mạnh thế đấy. À, cẩn thận. Cho mấy thằng tôi lùi lùi xa xa tí. して、私のお役目は。Mấy cái thuyền ở đó chỗ này đâu nhỉ? Nó cứ quẩy 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 quanh mình đâu à? 公園の至りに存じます。怒りを下ろせ。お使いします。殿のためならば。Không ăn được. 殿、ご命令を。Nó không ăn được đâu. Đây phải không? 殿、ご命令を。Ơ, sao tự dưng chìm? Chưa đánh mà. Rồi, phong tỏa cái cảng này của nó lại đã. Rồi, đội này đi với nhau. Rồi. Úi giời, đây hả? Ôi, không để ý cái thuyền này chết cháy rồi. Rồi. Đảm bảo luôn, không có thằng nào có thể trèo được. Đây nó có một quân đoàn. Wow, có cả ninja, cả Mesuke các kiểu. Ôi, Mesuke để cuối luôn này. Chết thật. Vâng, à, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.